Lời đề từ đầu sách, khuê phạm. Nơi khuê khổn, chính là chỗ sanh ra hiền tài. Mẹ dạy bảo, chính là cái gốc khiến cho thiên hạ thái bình. Muốn cho hiền tài bừng bừng nảy sanh, thiên hạ thái bình, mà chẳng có khuôn mẫu cao đẹp để khơi gợi, dẫn dắt, sẽ chẳng có cách nào toại nguyện. Trong sách khuê phạm, chép sự tích của các hiền nữ, hiền phụ, vợ hiền, hiền mẫu, đều đáng giữ yên đạo hạnh của nữ giới, vãn hồi thế đạo, chấn chỉnh thói đời bạc bẽo, uống nắng cho lòng người ngay thẳng. Nếu kẻ làm con gái, làm vợ, làm mẹ của người khác, trong cõi đời, thấy đều như thế, sự giáo dục đức hạnh của gia đình sẽ hưng khởi, tai ương, họa hại của nhân dân sẽ chấm dứt. Mong rằng những ai có được quyển sách này, ai nấy sẽ đều là trong nhà thì vì quyến thuộc diễn nói. Ra ngoài, bèn đề sướng với đại chúng, khiến cho người thấy nghe, đều lần lượt lưu truyền, khiến cho hết thảy nữ giới trong chốn khuê cát, đều được thọ trì, phỏng theo pháp tắc ấy, ngõ hầu chẳng phụ công tiền nhân khổ tâm trước thuật và chí hướng thanh sạch của các vị lưu truyền. Nguyện những người có cùng nghiệp với tôi, đều cùng xét soi lòng ngu thành.